បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបុគ្គលណាល EP សុហេងជាទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់បន្តបើសាប់ dương khởi nhà tha tớ ni ngày đầu sập đàn đi lúc nhẹ đường miền đường chỉ ta rửa sấy lang pua thật đã rư mùi cỏ sập châu môn đường thua ca bỏ sai nở hò ra sàn nước trong mắt có sớm thua ca ở chụp đẹp chùn nở bà có buồn tụ tia mùi chùm nuốt nó bay chạy nhầm lê cho đọc bộ mài bộng ôn bàn tụ sàn á chia đầm bộng sân xâm ra bà có buồn bà dìm cỏ lá cứ chỉ có buồn cơ đồng gà mơ nộp về lìa để trâu bà chánh năm nào xâm ra bà thằng ngày chán tì đọc bà mùi khải mỹ ni chân nàm phì bò nộp hãy ni dường khờ nhật thá bà xâm ra bà bông phôn phơ ca chánh năm nào nộp về bà chắc phì mong bà mùi xôn xôn đọc mong bà mùi nộp hãy buồn nộp tì cứ chỉ bà vô lìa tục sáu rì à bà bình tử lứ chắc phì mong bà mùi nộp hãy buồn đọc xài xa bà mù xem ra bên ngay trăng chụp hình mong đọc sai sắp làm bài nhật ký đọc mong mùa đọc pin nhật ký cứ chụp hình với liều kêu thân hát ria peru xíl chụp hình mong mùa đọc pin nhật ký đọc mong bài sam sắp làm bài nhật ký cứ chụp hình với liều thua mà đá ria peru nghĩa chụp hình mong bài sam sắp làm bài nhật ký đọc mong pram mùa sơn sơn cứ chụp hình với liều sợi chẳng hỏi lục nẻ ai chơi rơi phân nồng bà ta ráng đã chụp hình với liều lõ đâm bay tranh năm nào tiền ngọc ní cứ nâu chân lọc hình mong bạn bay mà phải buôn đào mỏng đào xài sập bạn bay nửa tí, rồi anh đi cứ chụp về với liều liệp chê. Sớm mà thôi cả bà chơi hết rồi, bà tiền ọt nè, trong bát có sớm mà bình tòa chùn nữ. Hào ra xa bà chăm ngày tại một đồng, xâm ra bộ mai bóng bóng đã cao nâng nâng cho nàm chuyên đồng bộ kênh ní. Cứ theo chú mùi nâng lúc nè đại cao đồng nâng bà chân nàm chút rửa xây khăn nâng thằng ngày chán. Thì đọc bà muối khai mê nê cho nàm phì bò nộp hấy cho nàm chút bồn tèo đạp bà thiệt tức rửa xây cơ hình thá sợn chờ. Nơi thứ ngày ní, môn lục nê xâm ra chật vừa với mối tòng tại miền ca bà chật bà dài bần tếc vì bố tháp hò lạc rõ cư nghề cả la nê bê kào ị bệnh ná. Kào phì đáy sẵy có bây bà giặt bà nhà hà cụ thân á. Rửa có, ô bạc vẹn hát nào mùi cát miền làng phòng đáy, đôi lai chọn bùa cà bà cọp càng nghỉ vĩnh. Lục nê thơ miền chật rõ chê hơi, bà bà cũng nất bình tích tớ bà mân miền bà nhà hà chọt cả làng nê bà cọp bà bò rộng xì chùn đồ vĩnh. Miền cà bạc xót xoay cơ nông cao rộng hòa chùm nô ná. Đôi chân hai tòa tại khách khổng kháng, tớp ai rộng hòa cầm rai khôn chân châm bà cụ xa tờ ruột rì ai cụ xa nai bà sấy. Miên bà ca bà ở xăm nhằm nâng tòa tênh khí nịa cho ra ơn bình tĩnh hơi. Tòa tái chai cắt bánh thoi mô hạt tổ xạ khôn 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 khá tớp rõ sao. Chân đi cư chơi đúng chân ta rì sấy. Rồi bà bốc mai bông phô nè cao chân nằm chút trong bát cơ sơm bánh tòa chùn nếu chân nằm chìa bánh tòa ta thiết cư trời cho mùi nâng chân nằm ch rất dài khăn ông thằng ngày chẳng tì đọc bà mùi khai mì nế cho nàm phì bò nộp hầy nế cho nàm chờ lờ bồn bà mùi nụp rõ thiệt đấy rất dài khăn thác sợ chớ. Nói khăn ông thằng ngày nế đôi xa bà đồng nào chỉ vượt rộng bà lục nẹ khăn thàm mần lò bà xa hẹt nế. Bà rò ca xâm ra chất rư có thừa với mùi tay tay tầm miền bà bà nhà hà ràng xé nâng bà ở chế át tùy bồn mần lò mùi chùm nuốn theo lọc mọc quên có bầy miền ca bà giáy bà giáy nếu bà có bà rộng xí chung đố, kà rộng phòng chùm nốl, mình trở ai ở tệ tử chốn trong bẹp bà ká chả nổ lái, bà giá chùa bà rưỡng đôi bẹp cha lột thá, ai chùm bẹp bà thu đôi tạc hố. Ai kà xoan quýnh, tặng đốt, ô hữu xấy, bánh chả trong ảnh chân. Hào xùl mình xùl, kà miên chùm lù hữu viết, kì nia thèm tiệt thông. Rì ai bà nhà hà xâm phôn xin hà bà xoay cùng lọc cà mông rưu mềm mai kì đấy, miên phiếp hồi xùl chùm lù hữu viết ná. Bà có bày miền ca bà giáp bà dành, chẳng đi cư chơi đuông chơi tài đất xây, rồi bỏ lúc nét đại cao cho nằm chơi lớn. Chúng bà có sâu mần tỏ chung nâu bà cho nằm chi bần tỏ tự tiết cư trao chung mùi nâng cho nằm khá đất xây khăn hồng thằng ngày chán, tí đọc bà mùi khai mê nê cho nằm phì bò nằm phẩy ní. Cho nằm khá là bông bà giác xảy thiệt chơi đất xây khăn thái lò chìa mùi súng. Đồng nào chìa bà rò bò mùi dưỡng, bần miền nô nà mùi nè bàn tết, rư có bàn chào bà rò hồn
cứ miền cà bà đua bà đô plát chứ riêng rồi hốt được chân hỡi bà tu bây bà bê ní lục nè bà tớ chua bà nhà chiều phiếp lục bà mạnh trớ ớ sân khâm nụ lấy bí bà thả nợ thằng ngày khẳng mốc bà dương khách khổng phục biên nụ nâng bà chua bà xâm năng lọ bà có chiều phiếp bà kron bà có bà xa chiều môn phẳng đài cho bà nè bà có bà rốc xì chuyển đồ nợ thằng ngày đi vĩnh nữ lúc nè bà nâng thừa vầy vầy có đôi có toàn tài miền cá bà phân xman hỡi bùm trâu bà lúc lôn nụ lấy bà một đồ chân ác nâng chua bà rương bà ở sau ca bà chạy chiều bùng khăn rì bà nhà hà sạc đơn sân hà công lọc cơ mốm miền cá bà chăng nâng rò cảm chất trong bụng này chả đồ chân ác tòa tài trẻ bà cắt văn thoi chung lùi quyết tự bà sao chân đi cư chân đồn chân tài rơi xây rồi bà lúc nè đại cao chân nằm khá trong bát cơ sơ bần to chun nấu chân làm chi bần to thời tiết cứ trầu chun mùi nồng chân làm thọ rồi say khăn ngày chan thì đọc bầm môi cà mini chân làm pì bòn phơi ní chân làm thọ bông bầm nút say tiệt chơi rồi say khơi thả sượt chờ nồng ngày đi đầm na chùa rồi bầm lục nè khơi thả chùa bường lọ và con chân pì say cà sầm ra chất ở rương ở vầy mui cỏ tài tàng nghề từ tua rong cua thèm tiệt phong nêu bạc co rồi bò cà nghề rich cà rồi cọ cầm hồn này cái chuyện đấy cà miên cà rồi cam chất chân hời lục nè trâu che bà ở ớt ôn ở kia từ bậc mì rừng rào chùm rong chùm rá tàu ruồi xâm ra bà nè bà co bà bò rộng xì chuyên đố tu chuyên tì chất ngay phò lục bà khôn ông cao rộng phò chùm nô nát hời tòa là thật khổng kháng tư ai rộng phò chùm nô chân chấm chân năng bay bà ruột bản cơn rì ái bà xâm phôn xa này hà bà công lọc cửa mốm rừng cơ bù mày mày cái đấy công trong tùm môn sạch kia bà giác cơ đường thông khám mê nở ná chuối sẽ sẵn cao bàn chân mì cư chú đúng chí tay rửa xấy rồi bà bốc mai bông phô nạc cao chân nằm thọ chúng bà có sâu bàn to chùn nếu chân nằm chia bàn to tự tiết kỳ trời chùm mùi nâng chân nằm rốn rửa xây khăn ngay chan thì đọc bà môi cả mì nếu chân nằm bì bò nằm phẩy ní chân nằm rốn bông tê và đạp bò thịt mía rửa xây khơi thác phù thật đạt tầm một đống nói thằng ngày ní bà lúc nè bà xâm ra chất thuộc vơi cỏ tay tại bà đọc hò lò mà quên kêu anh chị tì cỏ cái đau chuyện nết xâm rạp nè bà cò rồi bò rô xì chuyến đô khăn nông thằng ngày ní vĩnh mình trời dục khi bà trả nà chuyện ní đã trong buôn mục bà luôn trả nổ lấy rử bọn cò rương thân năng thân hạ trong buôn nẹ đợt tây bà giác cao bà ô bà tộp chẳng ráy cà lụ đố can tay mảnh đai bà bà nhà hà sức đề xa hà công lọc cơ mống bà chọn bà thua cà cho đối hợp cụ sẽ có tay ta chú cụ bà bắt đôi sức đầy bòng bà thân hà chẳng đi cư chỉ đúng chúng ta là xây rồi bà lúc nãy đại cả chẳng nằm rốn chúng bà có sâu bần to chú nấu chẳng nằm chìa bần to thời tiết cư trâu chú mùi nâng chẳng nằm xa như đưa xây khẩn hưởng ngày chan thì đọc bà môi cà mì nia chẳng nằm bì bòn hợp hơi chẳng nằm xa anh bông bà mà núp rõ thiệt lớn đưa xây khẩn thá lò chì mà chùm nơi khẩn hưởng ngày nay cà bà cọp càng nghề quay lục nè nghĩa tư tu rong ba tông cây nâng bà ở ba nhà hà được chẳng hơi bà môn nâng thừa vòi môi của bà kết ở bàn bà cục trồng trối bà bông nụ tê ai tư tu rong nộp hò làm bản nơ bà kìa khói chạy chìa phùng khăn cà bà cọp càng nghề lục nè cho bà giác bà cao ở miền trùng lua bà vị việt bần tay bần tuôi bà hơi rì rì đà thông rồi hốt đo ca bà bà ca bà chạc nìa bà nẹ bà co bà bò rục xì chuyên đố bà chong bà tôn tội thống có tay ta hỏi phai bà ca bà quên kê rôn cọ cà rào bà co bà xa ca thua đâm nào tì chật ngái chua phim sập bà đống nâng cái đầy sau mà nó bà chuyển nây bà rì à xâm phôn xa này hạ bà xây công lọc cơ mống công phôn miên phì bà xó xa bà rịp đôi trây khăn hồng tất nê ra đâu khai vừa xa anh chẳng phỏng đai chẳng đi cư chưa đúng chưa tài rồi xây rồi bao lúc nét đã cao chẳng nằm một sáng trong mặt cơ sâu bần to chun nâu chẳng nằm chi bần to thời tiết cứ trâu chung mùi nâng chẳng nằm bổng ý rìa xây cái nông ngày chán thì đọc ra mùi khả mì nê chẳng nằm phì bò nằm phải nế chẳng nằm bổng ý bông tèo đào xây tiệt lỡ rìa xây khơi anh thái lò chìa mà sống nói cái nông ngày nê khơi anh thà lục nế miên ca thu chất bà thu cài của sống hời tu thu voi có tay tầm miền phía bờ sóc có đông và sầm rạp nẹ bà cò bà bò rục xì chuyển đố một chùm nuôi thằng ngày ní khơi tha chuộc cà lồng bạc khăn ông cà rộc phò chùm nô bần tịch hới các đồng mơ nô bà tiệt xa chuộc bà nhà bà tèng bà tớ bà trả ơn bì bùa tha kế tàm phía bà đi dì hời bì xế oi bà giác bà sạch trâu chá bà bóng có chùm lùi việt tài mà đông rìa sạch đầy sạch bà sạch miền cá quay qua bà bùa tài cà cực trả ơn bà ở mà nẹ riêng riêng luôn chẳng đi được cư đúng chỉ tài rất say rồi bóc bóc mai bồng bồng đại cát chân nào mồm mi trong mắt cơ sơ bần to chun nêu chân nào chi bần to thời tiết cứ trâu chưa mùi nắng chân nào mồm mai rồi say khăn ngày chán tuy đo bầm môi khen mini chân nào pì pòn phải ní chân nào mồm mai bồng tèo đã say thiên miết rồi say cười thác bùa thật đại nơi khăn ngày đi đầm nào chưa vừa bờ lục nè cứ ban plap đố mọc lo pro sao bình hơi
hơi thừa với có tay tập đọc hoặc là còn chỉ tì bệnh chết trên nơi phong đai cho phụ nẹ bà gò bà bò được gì chuyển đố bà chồng bỏ tồn tội thốm mình to khó với tế tái dân nè trâu chạy bình nết ôi bàn cục trông trôi từ mình trứ bà à xa bọn bà cá đôi bà cá nà mùi rìa bà nhà hà cùng lọc cơ mông được phụ mây mây cái đấy miên cả sổ sổ nâng bà em hai lò chìa bà bây cho nên cứ chú đúng chú ta được xây rồi bà lúc nè đại cả chú nà mùa mát trong mắt có sâu mình to chú nâu chú nà mùa chìa bình to thời tiết cứ trâu chú mùi nâng chú nà mùa rất xây cơ ngay chăn thì đọc bà mùi kèm bình yêu chú nà mùa phơi chú nà mùa cũng dạ bà thịt đá rất xây cơ thác của thật đạt tại mùa đón nâu cơ ngay ní đồ xa đủ rửa xây làng của đối chân hai bà đọc hò lo xâm rạp sử trái cơ nông cả chặt chanh cách ca nghe ở vầy muối bếp rùa thá bà đọc hò lo tay cho hội mộ quên và chỉ nạch phòng đài xâm rạp bật ngày này đáy đối xa đủ rửa xây ngược làng của đối chân hế lục nè bà cò bà bò rộng xì chuyện đồ vĩnh miền ca trong ràng lụt lo nâng miền trộn miền chơi là ọ bà xa ở ca thua đâm nà tì chật ngay chụp hiệp sắc bà đông đổi xa mùi đông rìa bà nhà hà xâm phô xa nè bà xây bà chồng xong cùng cụ xác có chia ca lo bà phê bùm phốt hào bà miền chùm lụi viết có chia phê bà lì lõ nâng bây xa xa phòng đài chẳng đi cư chờ đúng chờ ta rơi xây đồ bà lúc nét đã cao chờ nằm vốt trong mắt cơ sơ bần to chun nâu chân nam chia bần to thời tiết cứ trâu chung mùi nâng chân nam rô ca rơi xây khăn ngày chán thì đọc bà môi kè mì nế chân nam pi po nà phẩy nế chân nam rô ca bông mà dạ bà thiệt đáy rơi xây khởi tha lo chi mà chung nơi thường ngày này cả rô nâu cứ nghề tu bà nhà hà ở chìa rương rào bà nát đài bà cọ bầy miền ca phải dọc bà giánh xâm rạp thường ngày này đáy bà nẹ bà cọ bà càng nghề rì chà rực rứ krom hôn ai kì chôn cái đấy bông bà đò bà chốc liếp bà lo nụ tế đôi chân này tu thừa vầy vầy có mần ác bắt phê bà hai rưu cơ thơ đòi cái đầy cái đào cả hai bàn lấy bà bùng nụ tế nâng chua bà phò là cọ nà mùi mộc vĩnh nẹ bà cò bà bò rộng xì chuyển đồ tùa cà chuyển thì chật ngay có tay anh ta miên phò cầm rái hô cho mùi mùi bà anh chân phóng đài hai ơi cầm phông thầm miên phía bà sốc có đông lò chì bà bây rì ai bà nhà hai sạc đê sàn hà cầm lọc cơ mông rưu cơ phù mai bà cái đấy miên phía bà sốc xua nâng bà em là hai em lò chì bà bây chân đi cư chật đúng chì tay rơi xấy rưu bà bốc mai bà phô nè cà chân nàm rục cá trong mắt cơ sơ mình to chun nâu chân nằm chìa bần to thời tiết cứ trâu chung mùi nướng bốc mai bông phô đại cả nước khăn ông bà chân nằm chó rứa xây khăn ông thường ngày chàn thì đọc ra muối càng bì nìa chân nằm bì bò nó phải nế chân nằm chó bồn mà dạ xây thiệt đấy rứa xây khơi tha lò chìa mà chung nơi khăn ông thường ngày ní cứ bà đọc hò lò tiền phần này càng nghĩ nâng đầm nà cá bà nhà hà bà ca xâm ra bà nẹ bà có bà bò rốc xì chun đô nâu thường ngày ní quên cứ cà rô phò chùm nốl miên phía bà sốc đông nâng lột nét ai bà rô phò cầm ráy hầu cho con bông bình bông bông một chàng phẳng đại cả thôi đồng nào cho ngày chết mình sâu miền sự vật hiệp tế vì thế ai bây giờ cùng một nút bông co hai tay mà đòn rì ai bà nhà hà sức đất sân hà bảo sấy bà lúc nì chọn thua cả trời hơi khu sẽ có chi ao ca lo bà bây bông hôn chàng nì cư cho đúng chỉ tay rơi xây rồi bà bốc mai bông bố nà ca nó khôn nông bà chả nằm chó trong mặt cơ sơ bần to chú nấu chả nằm chi bần to thời tiết cứ trâu chú mùi nâng chả nằm co rơi xây cơ nông ngày chan tị đọc bà môi cả mì nìa chả nằm phí bà mô nụ sầy thịt tất rửa xây khơn thác sổ chó nụ cơ nông thường ngày này đưa xa đùi rửa xây thịt lẹ sổ chó để chân hai bà nhà hàng mần o nghề rột chỗ ná phỏng đáy lo hai lục nia bà trâu rửa xa phì bà ngóc ngạt bẩn tay tự miền bà nhà hàng mần o ná mùi chót cả lần cho bố đoàn nẹ bà cò bà rô xì chun đô miền cà tình chỗ lụ chanh cơ rô rô vơ cua xong phỏng đáy tài giảng ná cho bà giác cừu bạch bông rô bà rô rư có cửa tranh bao kê đòi bà cà nà mũi cà thua năm nào thì chất ngay bị xá tư bà bà chấm văn sâu miên sơ vật tập hiệp tế của miên ca phải dạy bình tích từ bà xa rì à sạc đê sạc hà cộng lọc con mống miên ca phra bà rù lờ trả ơn bì bà thá bà chuồn bà em là em chuồn bẹ mộng nhắc đạc nền đi tài mà đòn chẳng đi cư cho đường chúng ta rơi xây rồi bà bông mai bông phố đã cao chẳng nằm côn xâm rạp bà ca cho việc chung nơi bà hào ra xa bà chăm thằng ngày chăn thì đọc bà môi khả mê-ni-a chân nằm bì bò nằm phê-nê phê-ni cứ trâu ban mình chấp xông phục mai bóng phô đà còn trô rục xâm bà nước xông chui chụy bật tổng lại những xế hồi bà xâm bà chọn bà nơi át tập bọt thamay thamay chấm nay đang thamay thamay tệ thông chung mùi nâng ca bà riêng nơi mê riêng kênh đất bù chía cục lịch bà tam đán tu sân nào chung mùi đề dựng chông nơi còn thầy chụy bật tổng subscribe khoảng đài pin chung bát bà y phí sở hình cơ xông bà côn đường xông chụp lía dơ nơi vô một chút niên nơi át tập bọt kroi kroi tiệt bà xông ọ côn.